Xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa được cập nhật từ tình hình chiến sự Nga và Ukraine. Ukraine tấn công, nổ rung chuyển kho dầu của Nga Các kênh truyền thông xã hội vừa qua đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh hỏa hoạn tại kho dầu Atlas ở quận Kamensky thuộc vùng Rostov giáp biên giới Ukraine sau cuộc tấn công vào sáng 28 tháng 8 kênh Baza Telegram có liên kết với các cơ quan an ninh của Nga cho biết ba xe tăng đã bốc cháy tại địa điểm này sau khi hai máy bay không người lái rơi xuống khu vực này. Địa điểm này được cho là chuyên lưu trữ các sản phẩm dầu mỏ và cung cấp các sản phẩm này cho quân đội Nga. Thống đốc Rostov Vasily Golubets cho biết trên Telegram rằng khoảng 3 giờ sáng, 4 máy bay không người lái đã bị bắn hạ và theo dữ liệu sơ bộ không có thương vong. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây. Năng lượng và cơ sở hạ tầng quân sự là mục tiêu trong các cuộc tấn công, mà Kiev thường không nhận trách nhiệm trực tiếp. Khi được liên hệ để bình luận, Bộ Quốc phòng Ukraine trả lời New West rằng chúng tôi không bình luận về những gì đang xảy ra ở Nga. Các bồn chứa tại một khu dầu khác trong khu vực vẫn đang bốc cháy, 10 ngày sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại quận Polestak vào ngày 18 tháng 8. Hình ảnh vệ tinh do Đài Phát thanh Tự do thu được cho thấy đám cháy tại cơ sở lưu trữ dầu mỏ, Kaskas, nơi lưu trữ dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho quân đội Nga vẫn đang tiếp tục lan rộng. Các báo cáo chưa xác nhận cho biết một vụ tấn công khác đã xảy ra vào ngày 23 tháng 8 và lính cứu hỏa đã bị thương khi cố gắng dập tắt đám cháy, khiến khói bốc lên cao gần 40 dặm. Trong một sự cố riêng biệt, thống đốc vùng Voronezh một khu vực cũng giáp biên giới với Ukraine cho biết các mảnh vỡ từ máy bay không người lái do Ukraine à phóng đã gây ra hỏa hoạn gần các vật thể nổ và khiến hai khu định cư phải sơ tán. Tuy nhiên, các dịch vụ đã quyết định tạm thời sơ tán cư dân ở hai khu định cư. Ông Kosev nói thêm rằng 8 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phòng không của khu vực này phá hủy. Mối đe dọa từ máy bay không người lái của Ukraine đã khiến sân bay quốc tế Kazan ở khu vực Tatarstan phải tạm dừng các chuyến bay và chuyển hướng các chuyến bay đến thành phố Samara trên sông Polga. Kazan, cách biên giới Ukraine khoảng 800 dặm, là một trong bốn sân bay đã tạm dừng các chuyến bay do mối đe dọa tấn công bằng máy bay không người lái vào tháng 4. Vào tháng 6, sân bay này đã tạm thời đóng cửa vì lý do an ninh. Nga dội bom đánh trúng nhà chứa vũ khí do Mỹ sản xuất ở Ukraine. Ngày 28 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, đồng thời chia sẻ đoàn phim về cuộc tấn công bằng một máy bay chiến đấu của Nga đã ném bom một địa điểm ở vùng Sumy của Ukraine, nơi được sử dụng để cất giấu hệ thống tên lửa HIMARS và đạn dược do phương Tây tài trợ. Khu định cư nơi xảy ra vụ việc được quân đội xác định là Konstratov, một ngôi làng cách vùng Kurs của Nga khoảng 3 km. Lực lượng Ukraine đã tràn qua biên giới vào đầu tháng này trong một chiến dịch mà Kiev hiện tuyên bố là nhằm thiết lập một vùng đệm trên đất Nga. Cuộc tấn công dường như được tiến hành vào ban đêm tại một cụm tòa nhà kiểu nhà chứa máy bay nằm ở phía tây Kondratov, được quay từ trên không. Cảnh quay cho thấy thứ có vẻ là một quả bom lượng đánh trúng mục tiêu và gây ra một vụ nổ lớn. Bộ này tuyên bố rằng không quân Nga đã phá hủy một bệ phóng HIMARS đủ đạn dược để bắn 6 loạt đạn, một xe nạp đạn và một xe hỗ trợ. Hệ thống bánh xe này tương thích với MLRS-M270 xích và thường mang một vỏ đạn duy nhất với 6 tên lửa tiêu chuẩn so với hai vỏ đạn cho bệ phóng nặng hơn. Kiev đang sử dụng vũ khí do phương Tây tài trợ trong cuộc xâm nhập vào khu vực kết. Một bản cập nhật do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 27 tháng 8 cho biết quân đội Ukraine đã mất 4 bệ phóng HIMARS và một bệ phóng MLRS trong chiến dịch này, cùng với hàng chục loại vũ khí hạng nặng khác tổng thống ukraine zelensky tuyên bố rằng cuộc xâm nhập là một phần của kế hoạch chiến thắng mà ông dự định sẽ sớm trình lên tổng thống mỹ joe biden để xem xét ông cho biết thành công của kế hoạch phụ thuộc vào việc người mỹ có cho những thứ trong kế hoạch đó hay không ông zelensky tuyên bố ukraine thử nghiệm tên lửa đạn đạo đầu tiên tự sản xuất đáp lại cuộc tấn công nêu trên nhằm chiếm thế chủ động trong công nghệ sản xuất vũ khí. Tại một cuộc họp báo ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Ukraine đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo đầu tiên do nước này sản xuất. Kiev đã yêu cầu những người ủng hộ phương Tây trong nhiều tháng cho phép sử dụng hệ thống tên lửa do nước ngoài sản xuất để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Ông Zelensky từ chối cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết, thông số kỹ thuật hoặc thậm chí tên lửa của loại vũ khí này nhưng cho biết ông muốn công chúng biết và đánh giá cao các nhà sản xuất quốc phòng trong nước làm việc 24 trên 7. Thông báo được đưa ra sau khi Kiev tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái tên lửa Palianessa chống lại các mục tiêu của Nga, trong khi nhiều thông số kỹ thuật của tên lửa đó cũng được giữ bí mật. Các quan chức Ukraine cho biết nó được phóng từ mặt đất và có tầm bắn lên tới 700 km. Ukraine vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các hệ thống tên lửa do phương Tây cung cấp như HIMARS, và Atac MS do Mỹ thiết kế trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, bất chấp những lời cầu xin liên tục của Kiev, các quốc gia phương Tây vẫn ngăn cản họ sử dụng vũ khí của họ để tấn công hầu hết các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, được quốc tế công nhận. Người phát ngôn lầu năm gốc Patrick Ryder đã xác nhận vào ngày 27 tháng 8 rằng Ukraine có thể sử dụng hỗ trợ an ninh của Mỹ để tự vệ trước các cuộc tấn công xuyên biên giới. Nói cách khác là phản công, nhưng không có gì hơn thế, Washington đã cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công như vậy vào cuối tháng 5 để chống lại cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov, mà Moscow cho biết là nhằm mục đích thiết lập hàng rào an toàn để bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, lập trường hiện tại của phương Tây về việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do nước ngoài sản xuất để tấn công sâu vào Nga trông giống như tống tiền đây là nỗ lực tạo ra ấn tượng rằng phương Tây muốn tránh leo thang quá mức, nhưng thực tế đây là một trò lừa bịp. Chúng tôi xin nhắc lại rằng, việc đùa với lửa là một việc rất nguy hiểm đối với những người trưởng thành được giao phó vũ khí hạt nhân ở một quốc gia phương Tây nào đó. Đồng minh thân cận của Ukraine bất ngờ tuyên bố phủ Mới đây, Phó Thủ tướng Kosinia Gapmis đã phản ứng lại những phát biểu được đưa ra trước đó trong ngày của Tổng thống Zelensky trong đó đã yêu cầu máy bay chiến đấu của Ba Lan và Vaksava bắn hạ tên lửa của Nga trên bầu trời Tây Ukraine, mặc dù ông thừa nhận rằng cả hai yêu cầu này khó có thể được đáp ứng trong thời gian sớm. Cụ thể, ông nói chính phủ Ba Lan, cả chính phủ đương nhiệm và chính phủ của những người tiền nhiệm đã quyên góp hàng tỷ đô la thiết bị cho Ukraine. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể quyên góp. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã nhấn mạnh vào tuần trước về quy mô viện trợ quân sự và phi quân sự dành cho Ukraine, nói rằng nước này đã chi khoảng 3,3% GDP cho viện trợ này. Trong số những mặt hàng mà Ba Lan chưa tặng là phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 còn lại của Liên Xô, Thủ tướng Donald cho biết vào đầu tháng 7 rằng những chiếc máy bay này cần thiết để bảo vệ Ba Lan và sẽ phải được thay thế trước khi được cung cấp cho Kiev. Kosiniak Skami nói với BAP rằng máy bay chiến đấu F-35 mà Hà Lan đặt mua từ Mỹ sẽ không thay thế MiG cho đến ít nhất là năm 2026. Ông cũng nhắc lại rằng Ba Lan sẽ không tham gia các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga theo yêu cầu của Kiev, trừ khi các quốc gia NATO khác vượt qua được sự hoài nghi của họ về ý tưởng này. Váksava lần đầu tiên bác bỏ đề xuất của Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay. Moscow coi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Mỹ và các đồng minh tiến hành chống lại Nga. Các quan chức Nga đã gọi những rủi ro này là hiện hữu và nhấn mạnh rằng đất nước sẽ không nhượng bộ. Nga tuyên bố rằng không có khoản viện trợ nào của phương Tây có thể thay đổi kết quả của cuộc xung đột theo hướng có lợi cho Ukraine. Và việc tiếp tục cung cấp vũ khí chỉ kéo dài tình trạng thù địch và gây ra nhiều thương vong và tàn phá hơn. Được mất của Ukraine với chiến dịch tấn công tình kết Chiến dịch kết giúp Ukraine chiếm được lãnh thổ ở Nga để tạo lợi thế về quân sự và chính trị, song cũng có thể khiến họ thất thế ở mặt trận phía đông. Viachaslavskov, tỉnh trưởng Benkovsk của Nga, ngày 27 tháng 8 thông báo hạn chế người dân tới làng Vysazovye, nơi cách biên giới tỉnh Sumy của Ukraine khoảng 2 km. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine tiếp tục đạt bước tiến trong chiến dịch tấn công tỉnh kết ở miền tây Nga và mở rộng sang tỉnh Benkovsk lân cận. Quân đội Ukraine cho hay sau 3 tuần mở chiến dịch tấn công tỉnh kết, họ đã kiểm soát gần 100 khu dân cư và diện tích hơn 1.200 km vuông tại đây, tương đương phần lãnh thổ mà Nga giành được ở miền đông Ukraine trong gần 9 tháng đầu năm 2024. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, mục tiêu của Kiev khi mở cuộc tấn công là làm giảm các đòn tập kích của Nga vào tỉnh Sumy và giành lợi thế trên bàn đàm phán trong tương lai, thông qua việc kiểm soát lãnh thổ của đối phương. Một chuyên gia cấp cao tại viện nghiên cứu Hudson, có trụ sở tại Mỹ nhận định, Ukraine đã quyết định đúng khi mở mũi tấn công vào lãnh thổ đối phương thay vì chỉ giữ theo phòng thủ, nhấn mạnh đây là điều tốt nhất Kia có thể làm vào lúc này. Việc Ukraine có thể kiểm soát bao nhiêu diện tích lãnh thổ Nga trong chiến dịch lần này không phải điều quan trọng, chỉ cần Ukraine vẫn giữ được đất đối phương, bất kể ít hay nhiều khi hai bên bước vào bàn đàm phán cũng là thành công với chính quyền của Tổng thống Zelensky do điều này sẽ giúp Kiev có vị thế ngang bằng với Moscow. Thông tin gần đây cho thấy lực lượng Ukraine đang đào hào ở các khu vực kiểm soát được tại tỉnh kết, nhằm mục đích phòng vệ trước các nỗ lực tái chiếm của đối phương. Theo Kasa Poklu, Kiev cần xây dựng các hệ thống phòng thủ phức tạp nhiều lớp như những gì mà Moscow thiết lập tại mặt trận phía nam năm ngoái để ngăn cản thành công chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine. Giới quan sát cho rằng quân đội Ukraine phải xây dựng ô phòng không, ở các vùng đang kiểm soát để bảo vệ lực lượng trước đòn tập kích của không quân Nga. Cuối cùng, các binh sĩ tiền phương của họ không được di chuyển với tốc độ quá nhanh, phải đảm bảo sao cho những đơn vị pháo binh tên lửa hậu cần có thể theo kịp. Chiến dịch của Ukraine cũng được cho là một đòn đánh trên mặt trận ngoại giao thông tin. Bất chấp lời kêu gọi của Kiev, Mỹ tới nay chưa cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp để tập kích mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, mà chỉ giới hạn ở các khu vực sát biên giới hai nước do lo ngại leo thang căng thẳng với Moscow. Bằng việc mở cuộc tấn công vào tỉnh Kursk, Ukraine muốn chứng minh với các đối tác phương Tây rằng những lời đe dọa của Nga, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ là lời nói suông và Mỹ cùng đồng minh có thể mạnh dạn hơn khi ra quyết định giúp đỡ Ukraine. Tổng thống Zelensky hôm 19 tháng 8 đề cập thị trấn chiến lược mà lực lượng này đã chiếm trong chiến dịch ở tỉnh Kursk. Chúng ta đang chứng kiến thay đổi đáng kể về mặt nhận thức. Khái niệm ngây thơ viễn vong về các gọi là lằn tranh đỏ của Liên bang Nga vốn chi phối nhận thức của một số đối tác về cuộc xung đột đã sụp đổ đâu đó gần Sucha. Nếu các đối tác dỡ bỏ những hạn chế hiện tại về sử dụng vũ khí trong lãnh thổ Nga, chúng tôi đã không phải tiến vào tỉnh kết. Politico ngày 23 tháng 8 dẫn lời các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu giấu tên tiết lộ các bên đang thảo luận về khả năng cho phép kẻ sử dụng tên lửa tầm xa tom đầu do anh chế tạo để tập kết sân bay và kho tiếp tế trong lãnh thổ của moscow loại tên lửa này có chứa linh kiện do mỹ sản xuất nên cần phải được cả washington đồng ý bình luận về thông tin này đại sứ nga tại mỹ anatoly antonov cùng ngày nhận định washington đang chuẩn bị dỡ bỏ mọi giới hạn với ukraine về việc dùng vũ khí tầm xa của mỹ để tập kích lãnh thổ nga Esmil Kastehami, nhà phân tích tình báo tại Blackbird Group, trụ sở ở Phần Lan, cho rằng trên mặt trận thông tin chiến dịch kết của Ukraine đã thành công trong việc chuyển hướng sự chú ý của dư luận từ các vấn đề của Ukraine sang các thành quả mà họ đạt được. Phân tán bớt lực lượng Nga ở mặt trận Donbass, qua đó giảm bớt áp lực cho quân đội Ukraine tại đây, là một mục tiêu khác của Ukraine trong chiến dịch ở tỉnh kết. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Ukraine kém thành công hơn trong mục tiêu này lực lượng Nga tại các khu vực giao tranh chính ở miền đông Ukraine, bao gồm thành phố chiến lược Poprock vẫn chưa được điều tới tỉnh kết tham chiến. Trong khi đó, một số quan chức Mỹ cho biết Ukraine đã phải rút bất binh lính từ mặt trận Poprock để tham gia chiến dịch tại vùng kết, khiến nhân lực phòng thủ ở đây mỏng đi. Đây được cho là một trong các nguyên nhân khiến quân đội Nga gần đây đẩy mạnh đà tiến theo hướng này và chỉ còn cách rốc khoảng 10 km. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.